thế giới cái cụm từ sneakers nó được tồn tại rất là lâu rồi. Tuy nhiên nữa thì ở Việt Nam thì trong vòng khoảng tầm 5 năm, 7 năm trở lại đây thì nó đang ngày càng trở nên được ưa chuộng. Và cái cộng đồng về sneakers nó cũng đang được phát triển cũng như là đang được kiến tạo trở nên ngày càng hấp dẫn hơn. Ở Việt Nam phát triển nhanh nhưng không có nền tảng. Ok, không có một nền tảng gốc dựa trên văn hóa đó. Phố không bao giờ nghĩ là một người có nhiều giày hoặc là nhiều giày đắt tiền sẽ là một sneakerhead. Tại vì mỗi người họ có một cái khái niệm khi họ mua đồ, mục đích sử dụng, mục đích sử dụng nữa. Đấy, và hai nữa là đấy là tiền họ bỏ ra. Thành ra là mình cũng khó để mà mình có thể nói là mày bỏ ra mày phải này, mình không thể dạy người ta tiêu tiền được. Mình sẽ tiếp tục sưu tập cái sneaker bởi vì đối với mình thì có thể đây sẽ là một cái tài sản quý giá của mình dành cho những đứa con của mình nếu mà chúng có cùng đam mê về sneakers giống như là mình. Một hai đôi giày nó đã kể đủ cho cả đời này nghe, nhưng mà những câu chuyện nó sẽ để cho mình vui hoài luôn, câu chuyện lúc nào cũng còn.